Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp may hoàn thiện một cái quần sóc dạng váy, có nghĩa là hai ly của mình là hai ly lật về phía sườn, có hai ly lật nhé. Lên cái dáng quần sóc này lên mặc nhìn cũng rất là xinh, nhìn tạo cảm giác là cái kẻ thì nó khỏe mạnh, nhưng mà cái ly này nó sẽ làm cho mình cảm giác một chút nữ tính mềm mại. Hai túi chéo cạp rời và có chiết ở thân sau, hai ly thân trước, mỗi bên hai ly, túi chéo và chiết thân sau cạp rời. Đầu tiên thì chúng ta sẽ may phần cạp trước này. Chà khóa ở giữa thân sau, nên thân sau có gì? Có hai phần cạp. Chúng ta sẽ may lộn cạnh trên của cạp trước. Hai mặt phải của vải úp vào nhau nhé. Lá cạp chính đặt lên trên, lá cạp lót đặt xuống dưới. May bắt đầu từ sườn vào. Cách đường may của mình cách cái cạnh trên của mếch là 1,5 ly. Đây là giữa phần chao khóa, chúng ta sẽ cách cái mép đi. Mép cạp phần chao khóa tầm khoảng 4-5 xăng. Lại mũi. Hai bên đều như vậy. Cách đều mép mếch khoảng 1,5 ly nhé các bạn. Đây là cạp trước. Sau khi đã may can lộn cái đường bên trên cạnh cạp, chúng ta sẽ mí đè đáp cạp. Mở hai cái phần cạp này ra này. Bên có đường vắt sổ và bên là mếch mỏng đấy nhé. Chúng ta sẽ đè mí 1,5 đến 2 ly. Cách cái chỗ này ra khoảng 1,5 đến 2 phân, các bạn lại mũi. Đè lên phần đáp bên trong nhé, chứ không phải là mí phần cạp ngoài. Chúng ta sẽ bỏ ra, lát nữa chúng ta là. Lát nữa sẽ là cho nó nằm êm cái phần này xuống. Bây giờ chúng ta sẽ may sang phần may túi thân trước. May túi thân trước này. Các bạn đã cắt túi chéo sẵn rồi. Mình thiết kế đã cắt túi chéo sẵn rồi. Đây là miếng gì? Thân túi bên trên. Chúng ta ép mếch phần miệng túi nhé, để cho cái phần miệng túi nó không bay. Bắt đầu chúng ta may này. Mặt phải của thân trước ngửa lên. Mặt phải của túi, của thân túi trên úp xuống. Có nghĩa là hai mặt phải úp vào nhau nha. Sát cho miệng túi bằng nhau. Cạnh sườn bằng nhau, miệng túi bằng nhau. Mình may miệng túi bằng 1 chân vịt. Thân bên trên tương tự, thân bên còn lại cũng tương tự. Chúng ta mí đè
miệng túi phía trong. Ý để miệng túi xong, lật miệng túi, lật túi về phía trong, chúng ta giễu miệng túi. Các bạn dùng ke thì giễu đều, giễu thì các bạn tùy thích là to nhỏ gì là tùy chúng ta, và theo nhiều lúc là theo cái kết cấu sản phẩm, ví dụ như đồ kaki nam hoặc là đồ nữ thì nữ thường thường người ta giễu nhỏ hơn, cái đồ khỏe mạnh như dàn di kaki thì người ta hay giễu to hoặc là giễu hai đường, nhưng đây chúng ta chỉ giễu một đường, bán sát theo ke để giễu. Các bạn lưu ý là cái phần thân túi này các bạn lé vào bên trong so với phần thân quần là khoảng 1 ly, để khi mà chúng ta nhìn trực diện thì sẽ không thấy cái phần túi nó bị lé ra ngoài. Chúng ta sẽ bây giờ tiếp theo là sẽ gá phần thân túi dưới vào thân quần. Khi gá cái này, bởi vì cái này là hàng kẻ, lúc các bạn cắt các bạn đã phải lưu ý là cho đối kẻ rồi, nhưng khi chúng ta đặt thì chúng ta cũng phải so đến phần kẻ nhé. Này, cho cái phần kẻ nó đối với nhau, chứ chúng ta mà vô tình như này mà chúng ta không để ý là sẽ xảy ra tình trạng so le kẻ thì cái thẩm mỹ sản phẩm sẽ không ok đâu. Gá vào trước để cho nó cố định. Bên tương tự như vậy. Sau khi chúng ta gá xong thì bây giờ chúng ta sẽ ghim dính hai phần thân túi với nhau. Ngửa mặt trái ra thì chúng ta sẽ giữ cho cố định này, hai cái phần thân túi này vào. Đối với cái thân túi này các bạn phải lưu ý, chúng ta may nên may hai lần để cho nó chắc chắn. Các bạn may một lần nó sẽ không an toàn. Đảo ngược trở lại như thế thì chúng ta may sao cho nó chắc chắn. Như thế thôi. May túi xong, bây giờ chúng ta sẽ đi xếp ly thân trước nhé. Ly thân trước thì chúng ta thiết kế có hai ly, và hai ly này sẽ đường ly này mình sẽ lật ra phần hai bên dọc quần. Đây là đường thứ nhất, điểm bấm thứ nhất, chúng ta xếp vào hai điểm bấm này, may vào một chân vịt thôi nhé. Đường bấm thứ hai này chạm vào. Đây là bên đầu tiên. Bên thứ hai, cái này là từng đôi đối xứng, nhưng các bạn phải lưu ý không là không phải theo một chiều đâu, mà cái bên còn lại sẽ lật ra ngoài, bởi vì đây là bên túi. Bạn lật ly về phía túi nhé. Một điểm bấm thứ nhất này, đối với điểm bấm thứ hai này. Nhất này.